là nghi phạm cướp tiệm vàng Vĩnh A ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tên Quách Phú Cường, 46 tuổi, ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bắt giữ. Khai nhận với công an, Quách Phú Cường cho biết trước đó một tuần đã cướp thành công một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 1 lượng vàng của chủ tiệm vàng Kim Phát ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, cơ quan công an huyện Châu Thành cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, Quách Phú Cường đã lái xe máy không biển số đến tiệm vàng Vĩnh A, giả vờ mua vàng. Tại đây, Cường đã mua hai sợi dây chuyền vàng. Khi ông Vĩnh đưa hai sợi dây chuyền thì Cường đã cầm đi ra máy và bỏ vào cốp xe, lấy thêm tiền để trả cho ông Vĩnh. Thế nhưng khi đi đến xe thì Cường bất ngờ lên xe định tẩu thoát, nhưng do ông Vĩnh đã có đề phòng nên Cường đã bị bắt.